công ty du lịch tích hợp tiền điện tử Travola đã bổ sung Toncoin vào hệ thống thanh toán. Mạng Layer Ethereum phổ biến zkSync đã thông báo sẽ khởi động Europe khủng vào tuần tới. Trong tuyên bố mới nhất, tiến sĩ Nicolas Kokalis đã nhấn mạnh việc thúc đẩy di chuyển mainnet, đặc biệt sau những thay đổi gần đây đối với các bước trong mainnet checklist. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Travola, một công ty du lịch tích hợp tiền điện tử, đã công bố việc tích hợp với mạng The Open Network cho phép holder Toncoin, hay còn gọi là token Ton, đặt vé máy bay, khách sạn và các chuyến tham quan du lịch bằng token của họ. Cho đến hiện tại, công ty đã chấp nhận 127 phương thức thanh toán khi đặt vé du lịch, trong đó có BTC, ETH, XRP, ADI, SON và LTC. Khi ngành du lịch ngày càng thích nghi với thời đại kỹ thuật số, các giải pháp mới cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn và hiệu quả tài chính cao hơn đang xuất hiện từ lĩnh vực blockchain và tài sản kỹ thuật số. Gần đây hơn, vào tháng 2 năm nay, Japan Airlines đã công bố khởi động dự án NFT Choco, mang đến cho chủ sở hữu quyền truy cập đặc biệt vào những trải nghiệm du lịch Nhật Bản độc đáo, không được liệt kê với các đại lý đặt vé du lịch và công ty du lịch chính thống. Theo một tuyên bố vào ngày 10 tháng 6, Elon Musk cho biết nếu Apple tích hợp OpenAI ở mức hệ điều hành thì các thiết bị Apple sẽ bị cấm tại công ty của anh ấy, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là vi phạm an ninh không thể chấp nhận được. Tỷ phú công nghệ cũng cho biết chính sách này sẽ mở rộng cả cho khách mời. Khách sẽ phải để lại thiết bị Apple của họ tại cửa vào, nơi chúng sẽ được lưu trữ trong một quầy Faraday. Thực tế, chính Apple cũng đã cấm nhân viên sử dụng ChatGPT, công cụ mà gã khổng lồ công nghệ này hiện đang khai thác để cải thiện trợ lý ảo 13 tuổi của mình, Siri. Khi công bố hợp tác với ChatGPT, Apple nhấn mạnh rằng Siri sẽ yêu cầu người dùng cho phép trước khi kết nối với mô hình AI và việc triển khai sẽ được mã hóa và giữ bí mật an toàn. Apple cũng sẽ tích hợp ChatGPT với các ứng dụng khác, bao gồm cả công cụ viết toàn bộ hệ thống của họ, cho phép người dùng tạo nội dung văn bản và hình ảnh. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể truy cập vào ChatGPT miễn phí và không cần mở tài khoản. Các thuê bao sẽ có thể kết nối tài khoản trả phí của họ. Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Vương quốc Anh, Clarke, đã chính thức đình chỉ hoạt động sau khi mất 22 triệu đô trong một sự cố bảo mật diễn ra vào ngày 4 tháng 6. Sau sự cố, người dùng không thể rút tiền và một số tài khoản đã bị rút cạn. Chỉ mới tháng trước, sàn giao dịch xử lý tổng khối lượng 2,5 triệu đô la. Nhà phát triển MetaMask Taylor Monahan tiết lộ rằng sàn giao dịch đã mất 22 triệu đô la, trong đó BTC chiếm một nửa và số còn lại gồm LTC, ETH và BCH. CEO của Clarke, Richard Olsen, đã gửi lời xin lỗi khách hàng qua email, đảm bảo rằng mọi việc đều ổn và khoản đầu tư của họ được an toàn, đồng thời cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân của sự cố. Trong tuyên bố mới nhất, tiến sĩ Nicolas Kokalis đã nhấn mạnh việc thúc đẩy di chuyển mainnet, đặc biệt sau những thay đổi gần đây đối với các bước trong mainnet checklist. Theo Binance Update, tiến sĩ Nicolas đã thông báo trên BChat rằng các Binance hiện có thể sẵn sàng di chuyển mainnet ngay cả trước khi hoàn thành KYC. Điều này trái ngược với quy định trước đây. Bitcoin gần đây đã cập nhật mainnet checklist trên ứng dụng Pi, thay đổi thứ tự các bước trong danh mục này, cho phép chuyển đổi giữa hai bước di chuyển mainnet và kết quả KYC. Theo tiến sĩ Nicolas, những thay đổi này được tối ưu hóa nhằm giúp tăng tỷ lệ hoàn thành việc di chuyển mainnet trước khi phê duyệt KYC, qua đó giảm bớt khó khăn và áp lực từ quá trình KYC cho các Pioneer. Ưu tiên việc di chuyển Pi sang mainnet nhằm nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu còn thiếu, đưa mạng lưới sớm bước sang giai đoạn Open Mainnet được mong đợi. Những điều chỉnh này không chỉ tạo thuận lợi cho các Pioneer mà còn thúc đẩy tiến trình phát triển và mở rộng của mạng lưới Pi, đảm bảo sự thành công và ổn định cho hệ sinh thái trong tương lai. zkSync Association, tổ chức đứng sau mạng Layer 2 Ethereum zkSync, được cho là sẽ airdrop 3,675 tỷ token gốc ZK vào tuần tới. Con số này chiếm 17,5% tổng nguồn cung 21 tỷ token ZK. Đợt airdrop nhằm tri ân những người dùng sớm và những người chấp nhận mạng lưới Ethereum Layer 2 zkSync. Người dùng có thể claim token từ tuần tới đến ngày 3 tháng 1 năm 2025, với các đóng góp bắt đầu từ ngày 24 tháng 6. Trong tổng nguồn cung, 49,1% sẽ được phân phối cho những đóng góp hệ sinh thái, 17,2% cho nhà đầu tư và 16,1% cho nhóm Master Labs. Danh sách Europe bao gồm
695.232 ví đủ điều kiện dựa trên hoạt động Zcash Agra và Zcash Cloud từ ngày 24 tháng 3 năm 2024. Aerob sẽ chia thành hai nhóm, người dùng 89% và người đóng góp 11%. Người dùng là những người đã giao dịch và đạt ngưỡng hoạt động nhất định, trong khi người đóng góp là những cá nhân tổ chức đã hỗ trợ hệ sinh thái Zcash. Phân bổ Aerob dựa trên hệ thống Pond, với điểm tích lũy từ các hoạt động như tương tác với hợp đồng thông minh, cung cấp thanh khoản cho DeFi và quyên góp cho Gitcoin. Các ví có ít hơn 450 token hoặc hơn 100.000 token sẽ điều chỉnh phân bổ để tối thiểu mỗi ví nhận 917 CK. Đáng chú ý, các token được Aerob sẽ không bị khóa và có tính thanh khoản ngay từ ngày đầu tiên. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 2,582 nghìn tỷ đô la, giảm 3,2% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 67.110 đô la, giảm 3,3% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.535 đô la, mất 3,8% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 611 đô la. CryptoLetter xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.